Chào mừng các bạn đến với bản tin Mì Cay Showbiz ngày 17 tháng 10. Mở đầu bản tin là những thông tin từ đông đảo các nghệ sĩ trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Phương Thanh, Tuấn Hưng, Đại Nghĩa, Thanh Duy đang góp sức mình vào việc giúp đỡ miền Trung thân yêu. Các nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ sau những thiệt hại do lũ lụt mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã hủy show diễn của mình để trực tiếp về miền quê hương Quảng Bình, chia sẻ trao tặng những phần quà nhỏ cho đồng bào nghèo đang gặp khó khăn trong đợt lũ lụt vừa qua. Nữ hoàng giải trí còn kêu gọi FC của mình tham gia vào hoạt động thiết thực này. MC Phan Anh cũng đã quyết định đứng ra kêu gọi mọi người đừng im lặng, hãy chung tay hành động. Đặc biệt, nam MC và gia đình đã chuyển thẳng 500 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Và những ca sĩ Tuấn Hưng, Phương Thanh, diễn viên MC Đại Nghĩa, Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan và nhiều sao showbiz Việt khác đều đã lên tiếng chia sẻ yêu thương và lên kế hoạch hành động khắc phục thiệt hại do thiên tai lũ lụt tại miền Trung. Ca sĩ Bảo Anh đã chính thức lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm với Hồ Quang Hiếu hôm 15 tháng 10. Cô cho biết cách đây 2 năm, cả hai liên tục đi sâu ở châu Âu, từ đó họ nảy sinh tình cảm. Nữ ca sĩ bày tỏ cô vốn không phải giấu giếm chuyện tình cảm, nhưng cũng không muốn vội vàng công khai để lỡ không đi đến đâu lại phải đính chính. Khoảng đầu năm nay, nghi vấn tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc này được nhiều người đồn đoán. Đáng chú ý là trong tháng 1, những hình ảnh của Bảo Anh hẹn hò với Hồ Quang Hiếu trong đêm khuya, sau đó cô về nhà anh qua đêm bị ống kính phóng viên ghi lại. Đến chiều ngày hôm sau, nữ ca sĩ mới được người nhà của bạn trai chở ra đón taxi với một bộ trang phục khác. Tháng 9 năm 2016, trên mạng xã hội, người hâm mộ nghi vấn Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đi du lịch ở Dubai cùng nhau vì họ cùng cập nhật trên Facebook hình ảnh cá nhân và địa điểm ở Dubai, đất nước Hồi giáo. Một người bạn thân của hai ca sĩ tiết lộ đây là món quà sinh nhật giọng ca Con Bướm Xinh tặng bạn gái. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn trước việc bạn gái Bảo Anh vừa chính thức công khai mối quan hệ. Anh chia sẻ về chuyện xác nhận tình cảm trên báo chí, theo cá nhân tôi suy nghĩ rằng Bảo Anh đã xác định mối quan hệ rõ ràng nên mới quyết định công bố như vậy. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Khi được hỏi về một đám cưới viên mãn với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu cho biết, yêu nhau ai cũng mong muốn có một kết thúc tốt đẹp và tôi cũng không ngoại lệ. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, người đẹp TVB Sadi Mạn khoe ảnh chụp bên người đẹp Lý Nhã Kỳ, cô bạn thân đến từ Việt Nam. Chào mừng bạn đã đến Hồng Kông. Còn nhớ, cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ xúc động khi xin chữ ký của Sadi Mạn để dành tặng các fan. Không chỉ vậy, Sadi Mạn còn tự tay viết những lời lẽ yêu thương nhất gửi tặng cộng đồng fan Việt yêu mến cô. Vào tháng 11 năm ngoái, Sadi Mạn đã tham dự show diễn của Lý Nhã Kỳ mang tên Link Fashion Show 2015 với bộ sưu tập của nhà thiết kế lừng danh Alexis Member. Người đẹp TVB cũng đoán show diễn sẽ rất đẳng cấp. Nhưng sau khi xem thì Sadi Mạn thực sự thấy nể Lý Nhã Kỳ bởi Kỳ đã làm được một điều rất đáng khâm phục với điều kiện tại Việt Nam. Nguyễn Thị Loan, đại diện của Việt Nam, tự tin tranh tài cùng các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016 tại Las Vegas, Mỹ. Cô và hơn 80 người đẹp đã bước vào phần trình diễn bikini. Đây là phần thi chính thức đầu tiên của cuộc thi. Phần thi trình diễn áo tắm được coi là thế mạnh của Nguyễn Thị Loan. Ngoài chỉ số hình thể lý tưởng 90-63-94 cùng chiều cao 1m76, người đẹp còn có kinh nghiệm catwalk 6 năm. Cô từng đoạt giải Người đẹp biển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, top 25 Hoa hậu Thế giới 2014. Mới đây, công chúa Thủy Tề đã livestream trên Facebook chia sẻ về việc mình đã bị hack, mất trang fanpage có hơn nửa triệu lượt thích. Bản thân cũng không có quản lý riêng, không có ý định tiến thân vào showbiz mà tất cả chỉ là vì bị lợi dụng. Tùng Sơn khẳng định mình không có định lọt vào showbiz gì đâu, đó là tin đồn nhảm nhí và thực sự mệt mỏi về những tin đồn ấy. Anh chàng cũng nói rằng đây là clip cuối cùng của mình. Bên cạnh đó, công chúa Thủy Tề cho biết trước đây mình chỉ làm clip cho vui thôi, không PR, câu view gì hết. Đó là sự ép buộc của người khác, mình chỉ bị lợi dụng trang fanpage để trục lợi. Đến giờ phút này, Tùng Sơn vẫn không hề có tiền. Tùng Sơn xin về quê làm người bình thường thôi. Chỉ sau 2 tiếng, clip livestream này của Tùng Sơn đã nhận về gần 100.000 lượt xem và 4.700 lượt chia sẻ. Dưới clip là rất nhiều bình luận của cư dân mạng, trong đó có không ít người vẫn cho rằng đây có thể là một chiêu nào đó gây chú ý của công chúa Thủy Tề. Tại vì đó là tin đồn nhảm nhí thôi. Tùng Sơn thật sự rất là mệt mỏi những tin đồn ấy.
Mọi người hãy chia sẻ những cái clip này là cái clip cuối cùng của Tùng Sơn. Tùng Sơn rất là mệt mỏi. Tùng Sơn bây giờ đi về bằng tay trắng để đây chính là mượn cái Facebook của bạn để livestream. Để livestream các bạn cũng đã biết rồi đó. Sau nhiều đổ vỡ, nữ diễn viên 52 tuổi Sandra Bullock đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên một người đàn ông chân thành và giản dị. Sandra Bullock từng mất niềm tin vào cuộc sống khi người chồng đầu ấp má kể suốt 5 năm của cô ngoại tình với một người mẫu trẻ. Sau khi ly hôn năm 2010, Sandra một mình chăm sóc của con trai nuôi Louis. Suốt 5 năm sau đó, cô không hề hẹn hò với người đàn ông nào, dành toàn tâm sức làm mẹ đơn thân. Đầu năm ngoái, Hoa hậu FBI gặp gỡ nhiếp ảnh gia Brian Rander khi Brian chụp ảnh cho con trai Sandra ở trường mẫu giáo. Cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Brian và nữ diễn viên Hollywood nhanh chóng trở thành hai người bạn đồng cảm. Sandra Bullock nổi tiếng với các vai diễn trong phim Miss Congeniality, Speed, The Blind Side. Cô hiện là nữ diễn viên duy nhất đoạt hai giải thưởng trái ngược là Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải mâm xôi vàng nữ diễn viên dở nhất cho All About Steve trong cùng một năm. Bản tin Mì Cay Showbiz xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.